Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đi rao giảng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Suy niệm và cầu nguyện. Để diễn tả mối tương quan có tính toán giữa con người với nhau, người Việt Nam vẫn thường nói: bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Hay có qua có lại mới toại lòng nhau. Đến nỗi người đời vẫn thường bảo: không ai cho không ai điều gì. Tuy nhiên, khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu căn dặn các ông: anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Thế nào là cho không? Vì sao cần cho không? Bài tin mừng hôm nay gợi mở cho chúng ta ba điểm để suy nghĩ và áp dụng. Thứ nhất, nước trời và những giá trị của nước trời như yêu thương, công chính, đức tin, niềm hy vọng, lòng bao dung, sự tha thứ, vân vân, đều là những món quà ân huệ được cho không. Thiên Chúa không đòi hỏi bất kỳ ai phải trả bất kỳ điều gì để có được món quà ân sủng, bởi đó là ân huệ ban cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp hay địa vị cao thấp, giàu nghèo, sang hèn, miễn là người đó đón nhận với lòng tin. Vì thế, việc rao giảng tin mừng nước trời nghĩa là việc lan tỏa tình yêu của một Thiên Chúa làm người, sống giữa loài người, chết và sống lại để chỉ cho con người con đường về trời, cũng phải là một hành động cho không. Trao ban mà không đòi hỏi được đáp đền, cho đi mà không tính toán được mất, hy sinh mà không sợ thiệt thòi. Nước trời phải là một món quà cho không mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện nếu thật sự có tấm lòng. Thứ hai, những năng quyền như chữa lành, trừ quỷ và cho kẻ chết sống lại cũng được Chúa Giêsu cho không các môn đệ khi sai các ông đi rao giảng tin mừng. Những năng quyền này không do khả năng riêng của các ông, nhưng phát xuất từ Thiên Chúa. Người cho không những ai người sai đi, nên một khi nhận được, người được sai đi cũng phải cho không. Vì thế tất cả những gì các sứ giả tin mừng nhân danh Chúa mà thực hiện cho dân Chúa, như mang lại sự ủi an, chữa lành những ốm đau về thể xác và tinh thần, xua trừ những mối đe dọa và cám dỗ của ma quỷ bằng cầu nguyện, mời gọi đón nhận sự sống thần thiêng từ Thiên Chúa thông qua lời Chúa và các bí tích để có sức mạnh chống lại những tác nhân gây nên sự chết về đàn thiêng liêng, vân vân. Tất cả đều cần được thực hiện với tâm tình cho không,
nghĩa là trao ban với tinh thần tự nguyện, cởi mở và vui vẻ, nhiệt thành và khiêm nhường. Mọi năng quyền Chúa Giêsu trao thông qua trung gian các môn đệ đều nhằm mang lại lợi ích cho những người đón nhận, chứ không vì lợi ích riêng của các ông. Nên khi yêu cầu các môn đệ cho không, Chúa Giêsu muốn các ông trao đi mà không mong được đền trả dưới bất kỳ hình thức nào, bởi các ông sẽ nhận được phần thưởng tương xứng từ chính đấng sai đi. Thứ ba, các phương tiện để thực hiện sứ mạng như tiền bạc, giày dép, quần áo, bao bì đều được cho không theo cách của một Thiên Chúa quan phòng. Dù dưới hình thức nào, dù ít hay nhiều, dù đầy đủ hay thiếu thốn, tùy từng hoàn cảnh, các sứ giả tin mừng đều được cho không những phương tiện trong tầm tay để thi hành sứ vụ như những người thợ trong vườn nho của Chúa. Đấng sẽ không để cho thợ của người thiếu của ăn. Vì thế, sứ giả tin mừng được nhắc nhở đừng mất quá nhiều thời gian và công sức để chỉ lo tìm kiếm những phương tiện đó, bởi tất cả mọi thứ đó đều có Chúa lo liệu theo cách riêng của người. Dù bằng cách này hay cách khác, những sứ giả nhiệt thành và tín thác vào Chúa, trung tín đi theo đường lối của người, đặt lợi ích của những người mình phục vụ lên trên lợi ích cá nhân, thì chắc chắn sẽ không thiếu những phương tiện cần thiết để thi hành sứ vụ người trao. Tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Mỗi chúng ta, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều được mời gọi để trở thành những sứ giả rao giảng tin mừng theo hoàn cảnh và khả năng riêng của chúng ta. Mỗi người chúng ta, theo khả năng và điều kiện của mình, đều được Chúa trao cho những phận vụ nào đó để chu toàn. Vì chúng ta được cho không các năng quyền và sức mạnh thông qua lời cầu nguyện, những việc làm tử tế hay đời sống liêm chính, chúng ta cũng được Chúa trao cho những phương tiện về điều kiện sức khỏe, thời gian, của cải và các khả năng. Nếu chúng ta biết sử dụng cách khôn ngoan và khéo léo những gì Chúa cho không chúng ta, không chỉ cho lợi ích cá nhân mà còn cho việc rao giảng tin mừng nước trời, thì chắc chắn Chúa cũng sẽ có cách làm cho những nỗ lực của chúng ta sinh hoa trái. Bởi có những sự cho không đem lại lợi ích cho cả người trao ban và nhận lãnh. Hơn nữa, dù trong môi trường và hoàn cảnh nào, chúng ta luôn có thể mang theo mình hành trang bình an. Bình an vì tin rằng luôn có Chúa ở cùng. Bình an vì không tham lam đến mức chỉ lo lắng thu vén mọi thứ cho riêng mình. Bình an vì xác tín rằng Chúa luôn có cách lo liệu cho thợ của người. Vì thế, chúng ta thanh thản mang bình an của Chúa đến từng người, từng nhà, từng khu phố, xóm làng. Thật đẹp và ý nghĩa biết bao, nếu nơi đâu có chúng ta, ở đó có bình an, có nụ cười, có niềm vui, có lòng tốt dành cho nhau. Để rồi nơi đâu người ta sẵn sàng tin vào Chúa, nơi đó họ sẽ cảm nhận được sự bình an. Nơi đâu có dấu chân của sứ giả loan báo tin mừng như chúng ta, nơi đó đừng để thiếu đi sự bình an. Lạy Chúa, chúng con đâu có gì nếu không được Chúa cho không. Chúng con vào đời với đôi tay trắng thì cũng sẽ ra đi với đôi tay trắng mà thôi. Xin giúp chúng con hiểu rằng tất cả những gì chúng con đang quản lý đều được cho không, để chúng con cũng biết dùng những phương tiện đó mà cho không như vậy, để nhờ đó sứ mạng loan báo tin mừng được thực hiện theo ý Chúa. Amen.